Sau một thời gian di chuyển thì anh em Jessica đang có mặt tại Kiều Kỵ đây. Anh Đạt, vợ chồng anh Đạt đang đi trước đón anh em đấy ạ. Vâng, Jessica mình số cũng đã đến nơi, cũng đến được gia đình nhà anh Đạt rồi đấy ạ. Vâng, một khung cảnh rất là đẹp, một cơ ngơi rất là hoành tráng. Và Mr. Tuấn cũng đang di chuyển combo loa C12. Vâng, anh chị hôm nay cũng có qua trực tiếp Jessica mình số để trải nghiệm đó và đi mua thêm ít đồ về. Bây giờ gặp anh chị tại nhà đây rồi ạ. Cặp C12. Anh chị sẽ là với cái màu sắc của C12 màu vẫn có cà phê thì rất là phù hợp với không gian gia đình. Đó, và anh chị đã chọn lựa. Đó, và đây là bộ mic nha. VK31 bản Pro này. Đó thì đó là những thiết bị mà anh chị đã chọn tại nơi. Và thêm một con đẩy liền vang X2 nữa. Và đây là những chuyến xe để có thể là mang âm nhạc đến mọi nhà. Và chiếc cam anh số luôn là phục vụ anh em trên mọi miền Tổ quốc. Ở xa thì có thể ship bưu điện hoặc là ship xe, còn ở gần em có dịch vụ lắp đặt tại nhà. Đó, anh em nào có nhu cầu có thể là thông tin lại cho Jessica Minh số nhé. Một ngôi nhà quá đẹp luôn ạ. Một nhà quá đẹp. Đó, thì sau đây là theo chân em Thanh và Mr. Tuấn cùng vào trong nhà khám phá để quá trình lắp đặt được hoàn thiện và bàn giao cho anh Đạt. Con súp F1200 nữa. Và đây là túi đồ nghề mà bên em hay mang theo để có những cái thiết bị phụ trợ trong bộ dàn nó không gian phía trong ạ. Vâng, chào anh Đạt nhá. Vâng, mình đang quay một chút. Đó, những thiết bị mình đã chọn lựa đấy ạ. May trời hôm nay cũng ấm, đi lại cũng dễ dàng. Là một cơ người đẹp quá các bạn ạ. Vâng, và tất cả những thiết bị bên em đều cũng đã test sẵn ở cửa hàng rồi. Và bây giờ đến đây là quá trình mở hộp. Đó, cặp C12 anh em nào mà quan tâm về những dòng loa full, phân khúc bình dân mà giá tốt thì có thể là tham khảo. Đây, cặp loa C12. Đó, đây là phía bên trong đấy ạ. Chúng ta cùng vào trong khám phá. Đó. Không gian quá lý tưởng. Đó, để C12 hợp lý đấy ạ. C12 quá hợp lý luôn ạ. Đó, không gian đẹp quá. Không gian này bao nhiêu mét vuông đấy anh Đạt? 55 mét. Đó thì đó là không gian nhà anh Đạt, 55 mét. Thì anh em nào có không gian như vậy, tầm riêng bộ C12 này thì 60 mét vuông trở về là có thể kết nối được. Đó, rộng hơn thì chúng ta có thể chọn những mẫu loa lớn hơn, nhưng C12 thì quá hợp lý rồi. Đó, sắp xếp trên kệ, màu sắc hài hòa. Không biết anh Đạt theo dõi bên em là lâu chưa và đến với chiếc camera số với đi những cái tiêu chuẩn nào thì anh để chia sẻ cho em được không ạ? Vâng, thì em nhìn thấy chiều live stream nhiều thì em vào theo dõi thì em thích cái loài này. Thích là chơi nay chồng thích là đi luôn chốt luôn. Đấy ạ, vâng. Thế anh chị theo dõi bên em lâu chưa? Đã được 2-3 tháng. 3 tháng đấy. Thì cũng có rất nhiều vị khách tầm 2-3 tháng, tầm thậm chí lên hàng năm, vài năm. Đó, có những bác cũng rất là nhanh, 2-3 ngày. Đó, thì anh Đạt cũng theo dõi khá là lâu và cũng tìm hiểu rất là kỹ và lời chia sẻ của anh Đạt. Đó, thì bây giờ là bây giờ sẽ đi vào quá trình setup. Nói chung là cái không gian của anh trưng bày khá là dễ dàng, hộc tủ rất là sâu. Đó, đặt xem hai lên là đẹp luôn ạ. Đó, thì bên em sẽ có một cái đoạn nhạc kết nhạc cũng như là hát karaoke. Đó, súp F1200 đấy ạ. Cuối năm rồi, cũng dịp Noel rồi thì cũng có những chương trình tri ân khách hàng cũng khá là lớn, tùy thuộc vào những cái bộ dàn karaoke mà các bác chọn lựa. Đó, thì đây là quy trình lắp đặt, chúng ta có thể khám phá. Màu sắc này cực kỳ hài hòa trong không gian nhà mình đấy ạ. Đó, anh chọn là rất hợp lý, anh chị đến tận nơi, nghe, trải nghiệm. Đang đẩy X2 nữa này. Đó. Đấy, anh cũng khoét hết rồi đấy, cũng để vừa đấy anh ạ. Đó, nói chung là hợp lý rồi anh ạ. Đó, sau khi mà bên em đã hoàn thiện quá trình lắp đặt và cũng đang test cho anh em đàn anh nghe trải nghiệm thực tế âm, và chúng ta có thể nghe chất âm rất là sắc nét, độ hoàn hảo rất cao. Mr. Tuấn thì đang chia sẻ cách căn chỉnh con đẩy X2 và những cái thông số, những cái đúng tiêu chỉnh anh cần quan tâm. Đó, những cái chuyên sâu đó thì bên em đã căn chỉnh cho anh Đạt rồi.
còn anh chỉ quan tâm đến cái volume mic này, volume nhạc là ok, đó là những cái đúng tính chỉnh cơ bản đó. Thế anh em có thể nhìn thấy không ạ, một cái không gian rất là hợp lý trên loa full C12. Và anh Đạt đang chia sẻ là không gian nhà mình 55m2 đó, thì anh em cứ 60m2 trở về trong không gian C12 đáp ứng được đủ công suất này, đủ âm sắc trong không gian phòng này, nó rất là đầy đặn. Mới trên một đàn C12 của đồ ạ. Mấy khi sống với tình nhân tình nào dấu sâu tận ngò quất không dám không ngừng. Hương hồ hồn tiên ma chẳng quen cũng chẳng phải là các số đó cũng không phải là vội. Đấy, anh có thấy trong quá trình hát thì mình có cái gì nó gây khó khăn cho mình không? Anh cảm thấy thoải mái không ạ? Này học được. Đó thì anh hát rất là gần, mà vấn đề thì dùng vũ ở trên con X2 rất là tốt, khoảng cách hơn mét thôi ạ. Đó thì anh cảm thấy thế nào khi mà bên em bàn giao tận nơi cho anh chị thì có cảm nghĩ gì không ạ? Có thể chia sẻ cho anh em trên mạng không ạ? Thế hợp lý, tốt ạ, chăm sóc khách hàng là được. Dạ vâng, cảm ơn anh chị, đó là những cái lời chia sẻ của anh Đạt. À, chị có cảm nhận gì chị? À, khi mà đến tận nơi trải nghiệm rồi bên em đến thăm là tại nhà trong vòng có bao nhiêu phút thôi. Vâng, đó thì chị nhiệt tình đó. Vâng, chị chia sẻ là tư vấn nhiệt tình nhanh, thì đó là những cái dịch vụ bên em luôn luôn làm khách hàng hài lòng, cũng như anh chị được bên em đến bàn giao. Đó thì anh em có những cái nhu cầu về những thiết bị âm thanh karaoke trong dịp cuối năm như thế này thì có thể tham khảo anh Đạt. Anh ở đây là ở chỗ nào anh Nhật, anh chia sẻ cho chúng không ạ? Kiều Kỵ Gia Lâm ạ. Vâng, đó thì anh em ở Kiều Kỵ Gia Lâm thì có thể tham khảo gia đình anh Đạt nhé, bộ dàn C12 bên Zika Minh Số đã lắp đặt đây ạ. Đó, bàn giao hoàn thiện cho anh chị. Đó, rất là đẹp, hài hòa cho không gian gia đình, không gian 55m2 theo anh Đạt chia sẻ đấy ạ.